Chào mừng các em đến với giờ học trực tuyến môn ngữ văn 7. Ở tiết trước, chúng ta đã tìm hiểu chủ đề đầu tiên của ca dao dân ca, những câu hát về tình cảm gia đình. Hôm nay, chúng ta tiếp tục đi sang chủ đề thứ hai, đó là tình yêu quê hương đất nước con người. Các em khoan hãy ghi bài, lát nữa ở cuối đoạn video clip này, thầy có một bảng đầy đủ, chúng ta có thể dừng lại ở đó và ghi bài. Giờ này chúng ta sẽ sử dụng sách giáo khoa và nghe giảng với thầy mà thôi. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu phần chú thích. Ở đây chúng ta sẽ vừa học vừa tìm hiểu chung luôn trong phần thứ hai, đọc tìm hiểu văn bản. Ở chủ đề thứ hai này chúng ta cũng chỉ học hai bài ca dao, đó là bài thứ nhất và bài thứ tư. Bài số 2, số 3 chúng ta bỏ bớt. Nhưng nếu em nào có điều kiện chúng ta có thể tự tìm hiểu thêm. Chúng ta đi qua bài ca dao đầu tiên. Ở đâu năm cửa nàng ơi, sông nào sáo khúc nước chảy xuôi một dòng, bên sông nào bên đục bên trong, núi nào thác cổ bồng mà có thánh sinh, đền nào thiên nhất sứ thanh, ở đâu mà lại có thành tiên say. Thành Hà Nội năm cửa chàng ơi, sông Lục Đầu sáo khúc nước chảy xuôi một dòng, nước sông Thương bên đục bên trong, núi Đức Thánh Tạng thác cổ bồng mà có thánh sinh, đền sông Thiên Nhất Sứ Thanh, ở trên tỉnh lạng có thành tiên say. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài ca này. Chúng ta thấy ở bài ca dao thứ nhất, tác giả dân gian đã sử dụng thể thơ rất quen thuộc của dân tộc Việt Nam ta, đó là thể thơ lục bát. Tuy nhiên, thể thơ lục bát trong bài ca thứ nhất này có sự biến thể về mặt số lượng câu chữ. Các bạn thấy trong câu thứ hai, sông nào sáo khúc nước chảy xuôi một dòng có đến 9 chữ thay vì câu lục chỉ có 8 chữ mà thôi. Hay câu núi Đức Thánh Tản thác cổ bồng mà có thánh sinh đến 11 chữ thay vì câu bát chỉ có 8 chữ mà thôi. Đây gọi là lục bát biến thể. Và các bạn thấy ở trong bài ca này có hai phần. Một phần các bạn thấy cuối câu toàn dấu chấm hỏi, một phần là phần đáp lại. Như vậy, cái lối nói này ở trong ca dao dân ca là một lối nói phổ biến. Ta gọi đó là lối nói đối đáp. Đối đáp nghĩa là sao các em? Có nghĩa là một bên sẽ hỏi, còn bên còn lại sẽ trả lời. Một bên sẽ hỏi, một bên còn lại sẽ trả lời. Thường có thể là đối đáp cá nhân nam nữ hoặc đối đáp giữa một tập thể với nhau. Người ở làng trên đối đáp với người ở làng dưới chẳng hạn. Để hình dung rõ hơn, thầy sẽ cho các bạn xem thử đoạn video clip này. Hỏi anh này trong trăm loài dâu có dâu chi là dâu mà không khóc, trong trăm thứ bắp có bắp chi là bắp đã không rang, trong ngàn thứ tháng có tháng chi là tháng mà không quạt, trong ngàn thứ bạc có bạc chi là loài bạc không đổi tiêu đã không tiêu. Trai nam nhi mà bên chàng đôi đằng dài lụa điêu trao là em trao. Trong trăm loài dâu có nắng dài mưa dâu là loài dâu không thấp, trong trăm thứ bắp có lắp bắp mồm lắp bắp miệng là bắp không rang, trăm ngàn thứ thang có thang thở thở thang là thang không quạt, trăm ngàn loài bạc có bạc in bạc nghĩa là bạc không đổi tiêu không ở tiêu. Nghe tin anh hay chữ em hỏi thử mà mấy câu này, chữ chi là chữ chôn mà xuống đất, chữ chi là chữ cất lên cao, chữ chi nặng không ai mà na nổi, chữ chi mà gió thổi bay đã không bay.
biển trâu cây chàng đã cho chàng. Hai chữ tiếng tài anh bỏ xuống đất, hai chữ nhân nghĩa anh cất tên ta, hai chữ nhớ thương vườn tha không nổi, chữ tình chữ hiểu gió thổi bay cũng không. À, như vậy là các em đã nghe xong đoạn video clip về cái lối nói đối đáp rồi đó các bạn. Cái đó là người ta trình diễn trên sân khấu. Trên thực tế lối nói ta đối đáp được, đối đáp giữa nam với nữ, giữa người này với người kia, giữa nhóm người này với nhóm người khác trong cuộc sống hàng ngày, nhất là trong lao động. Bởi vì lao động rất là mệt mỏi, người ta thường đối đáp với nhau để giảm đi cái sự căng thẳng mệt mỏi đó, đồng thời cũng muốn trao đổi về sự hiểu biết với nhau, để có và đôi lúc cũng có thể để tìm hiểu lẫn nhau nữa. Rồi bây giờ chúng ta thử tìm hiểu về nội dung của bài ca dao này. Chúng ta thấy bài ca dao đề cập đến rất nhiều những cái địa danh ở miền Bắc nước ta: thành Hà Nội, sông Lục Đầu, sông Thương, núi Đức Thánh Tạng, đền Sòng, tỉnh Lạng, có đến 6 địa danh được đề cập trong bài ca dao thứ nhất. Chúng ta thấy những địa danh này nó không chỉ là những danh lam thắng cảnh đâu các em. Nó không chỉ là những danh lam thắng cảnh mà những địa danh này nó gắn liền với lịch sử, văn hóa và tinh thần của dân tộc Việt Nam ta nói chung và dân tộc miền Bắc nói riêng. Đầu tiên, chúng ta thử tìm hiểu thành Hà Nội. Thầy có một list mô phỏng về thành Hà Nội 5 cửa. Các em cùng theo dõi. Các em hãy cùng nhau theo dõi đoạn clip. Năm 1010, Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La, sau đổi tên là Thăng Long, tức Hà Nội ngày nay. Trải qua biến động của lịch sử, các cuộc chiến tranh liên miên đã xóa đi nhiều dấu tích cửa ô của Thăng Long. Tuy nhiên, năm cửa ô cho đến nay vẫn còn hiện hữu, trở thành tên địa danh phố phường của thủ đô như quận Cầu Giấy, phường ô Đống Má, phường ô Cầu Dền, phường ô Chợ Dừa, ô Cầu Giấy. Nằm ở đoạn cầu bắc qua sông Tô Lịch. Ô Đống Má nằm ở cuối phố Lò Đúc, ở đoạn giao với đường Trần Khắc Chân và phố Kim Ngưu. Ô Cầu Dền chính là ngã tư lớn nối phố Huế, Bạch Mai, Trần Khắc Chân, Đại Cồ Việt. Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa hiện nay là điểm giao cắt của 6 tuyến phố Xã Đàn, Thanh Thiên, v.v. Ô Quan Chưởng ngày nay nằm trên phố Hàng Chiếu, đây là ô duy nhất còn lưu giữ lại dấu tích của thời đại ngày xưa. Đi từ xa đã có thể thấy đoạn tường và cổng cửa ô Rêu Phong cổ kính. Đó là năm cửa ô ở Hà Nội. Địa danh thứ hai được đề cập đến: sông Lục Đầu. Chắc các em sẽ được học trong chương trình lớp 7. Sông Lục Đầu ở đây là đoạn cuối của sông Thương, có chiều dài hơn 10 km, chỗ rộng nhất hơn 1 km, chảy sát qua mé tây nam đất Vạn Kiếp, gọi là sông Lục Đầu vì đoạn sông này phía trên nhận nước của ba con sông, sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam, phía dưới hợp với sông Đuống rồi đổ ra Biển Đông bằng hai dòng sông lớn là sông Thái Bình và sông Kinh Thầy. Suốt chiều dài lịch sử chống ngoại xâm, Lục Đầu luôn là vị trí trọng tâm của căn cứ địa Vạn Kiếp. Năm 1283, Hưng Đạo Vương đã tổ chức một cuộc hội quân lớn 20 vạn quân, hơn 1.000 chiến thuyền đến họp ở Vạn Kiếp để chống quân Nguyên Mông. Năm 1285, tại sông Lục Đầu đã diễn ra trận Vạn Kiếp lịch sử, khiến Thoát Hoang phải chui vào ống đồng trốn về nước, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt lần thứ hai. Như vậy rõ ràng, sông Lục Đầu nó không chỉ là tên một dòng sông ở
phía Bắc nước ta mà nó còn gắn liền với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nó là truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Chúng ta đi qua địa danh thứ ba nhắc đến trong bài ca dao. Sông Thương. Sông Thương là một dòng sông đặc biệt. Bởi vì sao? Sông nước sông Thương bên đục bên trong, các bạn có thể nhìn trên hình ảnh, bên đục bên trong sông Thương còn có một chi lưu lớn là sông Sổi chảy từ huyện Yên Thế ra, hợp lưu lại nơi tiếp giáp của ba huyện Yên Thế, Tân Yên và Lạng Giang. Đến thành phố Bắc Giang có thêm một dòng sông khác đổ vào nước sông Thương. Nước sông Thương vốn trong xanh, còn nay có thêm một dòng sông nước đục từ sông Đào, thành ra sông có hai dòng chảy song song, một bên trong, một bên đục. Hiện tượng này có thể quan sát được ở khu vực thành phố Bắc Giang. Nhà thơ Lưu Quang Vũ từng để lại bài thơ khi lần đầu tiên được ngắm sông Thương. Người xưa bảo đây đôi dòng lệ nhỏ, những suối buồn gửi tới mênh mang, đò về Nhã Nam, đò qua Phủ Lạng, mưa chiều nắng ràng đã bao năm. Địa danh tiếp theo được đề cập đến mà các bạn cũng đã từng học qua trong cái tác phẩm truyền thuyết của mình. Như vậy, tên địa danh này nó lại không chỉ gắn liền với văn hóa mà nó gắn liền về mặt tâm linh của con người. Đó là núi Tản Viên. Núi Tản Viên hay núi Ba Vì được cho là ngọn núi nắm giữ đường long mạch quan trọng. Đồng thời đây chính là ngọn núi xuất hiện trong truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh. Khi thủy tinh dâng nước cao bao nhiêu thì sơn tinh dâng nước, dâng núi cao lên bấy nhiêu. Khu vực trong lời kể được cho là ngọn núi Ba Vì trong hình ảnh. Thác Cổ Bồng nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta thấy hình dáng của ngọn núi này. Tự nhiên gần đến đỉnh núi nó co lại, sau đó nó lại phình ra một đoạn ở trên. Cái đó gọi là Thác Cổ Bồng, lại có thánh sinh. Thánh ở đây tức là sơn tinh theo truyền thuyết đấy các bạn. Nơi đây còn có đền thờ của di tích Tản Viên Sơn Thánh. Nó tạo thành một quần thể di tích liên quan đến sự tích Thánh Tản Viên, tức là Sơn Tinh, là ngôi đền có một vị thế đẹp nhất trong các ngôi đền thờ Tản Viên ở sườn Tây núi Ba Vì, hiện nay đang được tôn tạo. Chúng ta đi đến địa danh tiếp theo. Đó là đền Sòng Thiên Nhất xứ Thanh. Thanh ở đây là Thanh Hóa. Đền Sòng mặt hướng về phía Tây Bắc. Trước đền có một hồ nước tự nhiên hình bán nguyệt, quanh năm xanh trong, đó là hồ Cá Thần. Nơi đây tương truyền rằng có hàng năm cứ đến cử tháng Giêng tháng 2 có một đàn cá toàn thân màu đỏ lũ lượt kéo về bơi lội trong hồ. Nhưng khi hết lễ hội đền Sòng, tức là hết ngày 26 tháng 2 âm lịch, thì đàn cá tự nhiên không thấy nữa. Nhân dân quanh vùng nói rằng đó là các nàng tiên trên thượng giới hóa phép về hầu tiên chúa thánh mẫu Liễu Hạnh. Như vậy rõ ràng đền Sòng nó không chỉ là gắn liền với văn hóa mà nó còn là một tập tục, một sinh hoạt văn hóa dân gian của người Thanh Hóa. Như vậy rõ ràng tác giả không chỉ đề cập đơn thuần đến những địa danh mà còn thể hiện sự hiểu biết sâu rộng của mình về danh lam thắng cảnh, về di tích lịch sử, về nét đẹp tâm linh, nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam ta đã gìn giữ và phát huy trong mấy ngàn năm. Như vậy rõ ràng ở đây, nếu chúng ta để ý đi, nếu không có một tình yêu dành cho quê hương đất nước thì người nói và người nghe ở đây cũng không bao giờ có sự tìm hiểu một cách sâu rộng như vậy. Như vậy rõ ràng khi đối đáp về những địa danh này thì những người nói và người nghe, người nói và người đáp ở đây đã thể hiện, đã nhờ những lời thơ này để ca ngợi vẻ đẹp và qua đó bày tỏ tình yêu thầm kín của mình đối với quê hương đất nước. Đó là nội dung của bài ca dao. Chúng ta đi qua bài ca thứ hai.
đứng bên ni đồng ngõ bên tê đồng mênh mông bát ngát, đứng bên tê đồng ngõ bên ni đồng bát ngát mênh mông, thân em như chẻn lúa đồng đồng phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai. Ở đây các bạn thấy trong bài ca dao này có rất nhiều những từ ngữ mới lạ với chúng ta. Ni tê à, đây là những phương ngữ miền Trung. Ở lớp 8 chúng ta sẽ được học bài từ ngữ địa phương, mình sẽ biết đây là những từ ngữ khu vực miền Trung nước ta. Ni là bên này, tê là bên kia, tức là đứng bên này đồng, ngõ bên kia cánh đồng thấy mênh mông bát ngát, đứng bên kia cánh đồng hãy ngó qua bên này cánh đồng cũng thấy bát ngát mênh mông. À, chúng ta thấy hai câu đầu rất đặc biệt ở chỗ là chỉ có bao nhiêu chữ đó thôi, lặp đi lặp lại nhưng có sự đảo ngược vị trí, thay đổi vị trí, đó là nghệ thuật đảo chữ thường thấy trong ca dao. À, ngoài ra chúng ta còn thấy biện pháp nghệ thuật hình ảnh ẩn dụ thân em được nhìn thấy, được tìm thấy rất nhiều trong ca dao. Thân em như chẻn lúa đồng đồng, thân em như giếng câu, như giếng giữa trời, người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân. Thân em như tấm lụa đào, phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai. Phận em như miếng cao khô, người thanh thâm mỏng, người thô thâm dài. Thân em là một hình ảnh ẩn dụ, ở đây muốn nói đến hình ảnh của người phụ nữ. Nhưng trong bài ca dao này không chỉ nói về hình ảnh người phụ nữ mà còn mở rộng ra, đó là hình ảnh của người dân lao động nói chung. Còn có biện pháp nghệ thuật như chẻn lúa đồng đồng. Chúng ta để ý những từ ngữ được sử dụng trong hai câu cuối, chẻn lúa đồng đồng, ngọn nắng hồng ban mai. Đây là những từ ngữ dùng để diễn tả một thời kỳ rất đẹp, hứa hẹn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước, mở ra một viễn cảnh, một không gian trước mắt chúng ta vô cùng đẹp. À, như vậy, tổng hợp lại, ở trong bài ca dao này sử dụng rất nhiều biện pháp nghệ thuật, từ ngữ địa phương, đảo chữ, ẩn dụ, so sánh, từ ngữ chọn lọc. Để nói lên điều gì các em? Để cho ta thấy điều gì? Đứng bên này sông, ngó bên kia, đứng bên này cánh đồng, ngó bên này kia cánh đồng, thấy mênh mông bát ngát. Đứng bên kia cánh đồng, ngó về bên này cánh đồng, cũng thấy bát ngát mênh mông. Như vậy rõ ràng, đó là một cánh đồng lúa vô cùng rộng lớn, vô cùng trù phú xinh tươi. À, còn thân em ở đây được so sánh như một chẻn lúa đồng đồng, đang chứa đựng biết bao nhiêu hy vọng, biết bao nhiêu những cái tốt đẹp đang chờ đợi phía trước. Lúa đồng đồng, lúa đang trổ bông. Mà thân em như ngọn lúa đồng đồng có nghĩa là đang đề cập đến cái thời, cái sức sống, đang đề cập đến cái sức sống mạnh mẽ nhất của người phụ nữ nói riêng và người lao động nói chung, đang nói đến sức sống của người lao động. Như vậy ở đây có hai nội dung, một là ca ngợi vẻ đẹp trù phú của quê hương đất nước, đồng thời thể hiện sức sống mạnh mẽ của người lao động. Vừa thể hiện tình yêu đối với quê hương đất nước, vừa thể hiện sự hâm mộ, sự ngưỡng mộ và tình yêu đối với con người. Chúng ta đi qua phần ba la mã, ghi nhớ sách giáo khoa trang 40. Chúng ta đi qua phần 4 la mã luyện tập cũng trang 40. Chúng ta cùng nhau trao đổi hai câu. Một, em có nhận xét gì về thể thơ trong hai bài ca? Thứ hai, tình cảm xuân thể hiện trong hai bài ca là gì? Nãy giờ mình học mình thấy cả hai bài ca đều sử dụng một thể thơ lục bát biến thể thơ truyền thống của dân tộc các em ha. Và tình cảm được thể hiện trong hai bài ca có một cái nét chung. Chính vì nét chung này nên người ta mới đưa vào cùng một chủ đề của ca dao đó các bạn. Đó là ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước con người Việt Nam, đồng thời thể hiện niềm tự hào dân tộc trước vẻ đẹp đó. Rồi, như vậy là chúng ta, các em có thể dừng lại ở khúc này và chúng ta sẽ chép hết những gì có trên màn hình. Sau đó các em sẽ ghi dặn dò giúp thầy. Đó là các em sẽ học lòng hai bài ca dao 1-4 trong sách giáo khoa và nội dung nghệ thuật cái nãy mình ghi đó các bạn. Xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.